Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có cuộc tiếp xúc với cử tri là lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, vấn đề về thông tin của người dùng bị lộ, lọt trong quá trình sử dụng các ứng dụng để thanh toán điện tử, dẫn đến nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các chương trình nâng cao năng lực cho lực lượng thanh niên trong chuyển đổi số còn hạn chế. Một số cử tri đề nghị chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cảng biển, kết cấu hạ tầng tuyến giao thông huyết mạch như tuyến đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Cần Thơ, trung tâm logistics, nạo vét luồng Định An sông Hậu nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn cho hoạt động giao thương hàng hóa, nông thủy hải sản các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số cử tri kiến nghị tiếp tục quan tâm có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn trong công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi đoàn và các chi hội ở ấp và khu vực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận và bước đầu giải quyết các kiến nghị của các cử tri. Tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố, chúng tôi rất xúc động, phấn khởi và thực sự là rất ấn tượng về những cái câu hỏi mà các bạn đã đặt ra. Lần tiếp xúc này thì tập trung vào cử tri là lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thì có thể nói đây là một cái thế hệ lãnh đạo, một nguồn lực, một lực lượng xung kích để chúng ta xây dựng, kiến thiết và phát triển thành phố Cần Thơ cũng như đất nước chúng ta. Cùng với báo cáo về kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tiếp tục cho ý kiến thông qua đối với 17 dự án luật, trong đó có những dự án luật quan trọng có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân như các luật sửa đổi đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm xã hội, căn cước và luật thủ đô. Cùng với đó, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tới đây sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, thực hiện quyền giám sát tối cao, trong đó có giám sát chuyên đề về 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn với 44 chức danh. Thủ tướng cũng điểm lại một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023. Trong đó, 9 tháng năm 2023, GDP của thành phố Cần Thơ ước tăng 4,71%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 13%, hoạt động du lịch tăng 19%, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 63%, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại đều được triển khai đồng bộ quyết liệt. Tới đây, thành phố Cần Thơ cần điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, hài hòa giữa chính sách, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ, thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu thành phố Cần Thơ tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, dịch vụ, ngành có tiềm năng, lợi thế, chú trọng tận dụng thời cơ, phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng như sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, triển khai đề án 06. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt kỳ vọng vào sự phát triển lớn mạnh và thành công của thành phố Cần Thơ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng đồng hành với chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra.